Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh Theory Family. Hôm nay mình sẽ trả lời một câu hỏi của một bạn hôm trước có comment ở dưới cái video mà mượn xã hội thai sản của Phần Lan mà mình và con nhận được ấy. Thì bạn ấy có hỏi là làm sao để xin cái hộp quà của Kela để gửi cho bà mẹ trước khi sinh con. Kela được hiểu, như mình hiểu thì đó giống như là một cái văn phòng phúc lợi, một cơ quan phúc lợi của Phần Lan, thì tất cả những cái phúc lợi xã hội thì đều thông qua cái Kela, cái văn phòng Kela đó sẽ đến được người dân để xin, để nộp đơn và điền đơn để nhận những cái phúc lợi trước khi sinh con. Ở bên này thì cũng không có gì khó hết. Thì lúc đó bọn mình là như siêu âm lần thứ hai về thì có gửi cái giấy của cái nơi gọi là trung tâm chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em ấy. Em ở bên này gọi là Nevola, thì sẽ cầm cái giấy của Nevola và lên website của Kela rồi điền đơn vào, điền đơn cái tờ giấy của xác nhận của bên Nevola và tờ giấy xác nhận mình có em bé bao nhiêu tháng đó và dự sinh vào ngày bao nhiêu đó, sẽ bổ sung bằng email. Bọn mình sẽ gửi email qua cho Kela. Thì ở trên cái chế độ để nhận phúc lợi cho em bé trước khi sinh thì ở đó có giống như là có hai lựa chọn cho mình. Thì lựa chọn thứ nhất là sẽ nhận được một thùng quà, là một hộp đồ rất là bự như thế này, và trong đó thì đầy đủ tất cả những cái mà dụng cụ và đồ cần thiết cho em bé sơ sinh. Và thứ hai, nếu mà không nhận hộp đồ đó thì bạn sẽ được nhận một khoản tiền, nhưng mà theo như mọi người thấy thì khoản tiền sẽ ít hơn cái giá trị của thùng đồ đó. Khoản tiền thì được nhận tầm 100 mấy euro, dưới 200 euro, nhưng mà giá trị của thùng đồ thì ít nhất là 200 euro trở lên. Tại vì bọn mình là lần đầu tiên có em bé cho nên cũng không biết phải sắm những cái gì, rồi những cái gì là cần cho em bé các thứ, để rất là bỡ ngỡ, cho nên bọn mình quyết định chọn thùng đồ đó. Thứ nhất là ở trong đó họ đã sắp xếp tất cả những thứ mà cần thiết cho em bé rồi, mà mình chỉ cần, chắc là chỉ cần mua thêm bỉm thôi á, còn lại là tất cả là họ đã có đầy đủ hết. Thì sau khi mà bọn mình nộp đơn tầm 5 đến 6 tuần thì bọn mình sẽ nhận được thùng đồ đó. Tùy vào cái lúc mà bạn nộp cái đơn đó, nếu mà bạn nộp muộn, ý là bạn dự sinh tháng sau mà tháng này bạn nộp thì họ sẽ gửi về sớm hơn cho bạn. Nhưng mà đợt đó bọn mình nộp là hình như lúc mà mình bầu 5 tháng, thì tầm 6 tháng là mình đã nhận được cái hộp đồ đó rồi, cái thùng quà đó rồi. Và trong cái thùng quà đó thì rất là nhiều quần áo hàng, có những cái nhãn hiệu có tiếng ở Phần Lan và rất là tốt. Và tất cả đồ quần áo và dụng cụ ở trong đó là hàng mới hết, còn nguyên tem hết. Mình cùng xem hộp quà có những gì nhé. Đây là cái lúc mà mình vừa nhận cái hộp từ bưu điện về. Hộp rất là bự, rất là nhiều đồ luôn. Ở trên còn này là một cái túi ngủ. Cái túi ngủ này thì nếu mà dùng túi này thì em bé không cần mền, và cái lúc mà em bé ngủ bị đạp, lỡ mang là đạp chăn mền ra ngoài á, thì dùng túi ngủ này rất là tốt, rất là ấm luôn. Và một cái bộ đồ đi mùa đông, bộ đồ gọi là đồ chống tuyết đi mùa đông thì rất là ấm. Cái hộp này nếu mà những gia đình mà chưa kịp mua giường cho em bé thì em bé có thể ngủ trong cái hộp này. Nhưng trong cái hộp màu trắng á, chứ không phải cái hộp cắt tông bên ngoài. Cái hộp bên trong này thì em bé có thể ngủ bên trong. Với cả đây là một bộ đồ ấm khác. Cái này là đồ ấm bình thường, không phải là đồ chống tuyết, nhưng mà cũng rất là ấm. Đồ này mặc mùa thu này, mùa thu hoặc là mùa xuân ở Phần Lan thì rất là tốt. Còn bộ đồ chống tuyết đó thì em bé vẫn thường mặc đi ra ngoài tuyết, không bị lạnh quá. Đây là cái giấy giống như là bé, cũng là một bộ đồ ngủ khác, bộ đồ áo liền quần để em bé không có bị lạnh khi mà đi ngủ. Cả bodysuit. Bên này họ thường mặc bodysuit như thế này là vì đa số em bé đều mang mỉm hết, thì bên này rất là lạnh. Đây cũng là một bộ đồ liền, và nó cũng là một bộ liền tiếp. Rất là nhiều đồ luôn. Và những bộ đồ này đầy đủ các size, các kích cỡ khác nhau cho từ lúc mà sơ sinh đến tận bây giờ. Tận bây giờ là tầm 10 tháng tuổi. Bon vẫn còn dùng một số đồ từ lúc mà nhận hộp quà này. Rất là nhiều đồ luôn mọi người. Từ áo, bodysuit, rồi quần, rồi áo liền quần nữa. Rất là
là nhiều kích cỡ khác nhau, rất là nhiều áo luôn. Cho nên là những người mà lần đầu có em bé thì gia đình mình thì sẽ không cần phải mua thêm nữa. Tức là từ những cái này rồi quà của mọi người là bọn mình không cần mua thêm đồ cho em bé nữa. Với cả lần đầu tiên bọn mình không biết mua gì thì bọn mình sẽ chọn hộp đồ như thế này rất là tiện. Và đây là một cái mền cho em bé nữa, một cái mền nhỏ cho em bé. Mũ này, có mũ len này, rồi bao tay bao chân này, rồi một cái mũ để đi ngoài trời tuyết, mũ trùm từ trên xuống cổ luôn đó mọi người. Bao tay, đây là bao tay và bao chân. Đây cũng là một cái dạng như là áo ấm, áo khoác nữa này. Cái loại này thì có mũ, cũng là liền từ trên xuống dưới nhưng mà có mũ. Nhiều loại tay cộc đến đây và mặc kiểu mặc áo chéo như thế này nữa, rất là nhiều kích cỡ và nhiều kiểu khác nhau và cũng có thương hiệu nữa, có một số đồ, nhất là đồ ấm. Rồi bên này thì có thương hiệu có tiếng của Phòng Lam, rất là chất lượng và ấm nữa. Và cả áo và quần rất là nhiều luôn, có một số bé còn mặc những cái size này cho tới 1 tuổi hoặc là hơn 1 tuổi tùy vào kích cỡ em bé, nhưng mà thường thì họ sẽ gửi những cái bộ này đến khi mà em bé được 1 tuổi á mọi người, để em bé có thể mặc từ lúc sinh ra đến lúc 1 tuổi. Rất là nhiều đồ và đồ chất lượng rất là tốt, dày vừa phải, không có mỏng, tại vì bên này rất là lạnh cho nên đồ con bé cũng rất là chất lượng. Đây là gì ta? Cái này là bọn mình nhận từ lúc mà mình bầu 6 tháng. Cái này là lúc mà em Bon đang ở trong bụng của mình, lúc mà em Bon 6 tháng. Áo hai cái màu trắng, chắc là mình gọi cho đây là riêng tại búp bê cho em bé này, có búp bê cho em bé nữa. Thì lúc nào William thường cầm em bé đó, cầm búp bê đó trước khi đi ngủ, rồi cái khăn cho cổ lúc mà em bé bị chảy dãi, rồi khăn để tập ăn, đầy đủ từ A đến Z luôn. Cái này là băng vệ sinh cho mẹ. Cái này là vỏ, cái này là gọi là gì ta? Vỏ chăn mền đó mọi người, cái vỏ của cái mền á. Lúc nãy là cái đầu tiên màu trắng là cái mền rồi, còn cái này là cái vỏ của cái mền bên ngoài, nó đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Còn cái này là cái miếng vải trên nệm chống thấm. Còn cái này là miếng là cái da giường, cái này là cái da giường phía trên cái miếng nệm đó. Đây là một cái khăn tắm cho em bé. Cuối cùng thì trong cái bọc này cũng có rất là nhiều thứ, những cái thứ nhỏ nhỏ bé bé này. Cái này hình như là cái đai kẹp vào cái quần, với cả cái giày, rồi nhiệt kế cho em bé này, nhiệt kế để đo nhiệt độ cho em bé, rồi kéo, không phải cắt mũi đâu. Lúc đó mình không biết, mình tưởng kéo cắt mũi nhưng mà kéo để cắt móng tay cho em bé, bởi vì hai cái đầu kéo nó tù lại. Rồi nhiệt kế này, phòng đặt cạnh giường cho em bé. Ở trong này thì cái nhiệt kế này không có ghi rõ. Đây là cái nhiệt kế mà mình để cạnh giường cho Bon này. Bây giờ nhiệt độ cạnh giường Bon là gần 20 độ C và nhiệt độ an toàn nhất cho em bé là dưới 35 độ C, không được quá 35 độ ấy. Thì cái này để treo vào thành giường cho em bé để check nhiệt độ. Bao cao su. Bao cao su. Chắc là để cho bố mẹ mình có em bé tiếp theo quá gần. Cái này là gel bôi trơn hàng thôi. Bố mẹ xấu đi sinh. Và cái này là để là dạng kem để bôi ở đầu ti khi mà em bé ti mẹ, thì sẽ nhiều khi em bé sẽ cắn hoặc là trong những người mới á, thì đầu ti sẽ dễ bị đứt ra. Màu xanh xanh là mình sẽ răng.
Còn cái này là lược chải tóc cho em bé. Cái này rất là tốt khi nếu mà em bé người ta gọi, bên mình gọi là dạng cái trâu á mọi người. Thì dùng cái lược đó chải xong khi tắm thì nó sẽ ra hết và rất là sạch luôn, rất là tốt. Và cái này là quyển truyện dành cho em bé để đọc truyện trước khi cho em bé ngủ đó mọi người. Truyện này rất là dày, còn cả các hình rồi cái chữ như thế này rất là hay luôn. Đấy, đó là gần như là tất cả những thứ mà mọi người nhận được từ Kara. Và cái cuối cùng đó là đây cái hộp mà mình nói đây là em bé và một miếng nệm. Nếu mà em bé chưa có giường thì có thể ngủ ở bên trong cái hộp này. Cái này kèm miếng nệm cho những gia đình mà em bé chưa có chỗ ngủ. Vậy là trong cái hộp quà dành cho mẹ và bạn trước khi sinh của Kara gồm có những thứ như thế. Thì phúc lợi ở Phần Lan rất là tốt, rất cực tốt. Cho nên là đó cũng là một lý do vì sao Phần Lan giữ cái ngôi vị là nước đất nước hạnh phúc nhất thế giới trong 3 năm liền. Đó là một trong những cái điều người ta bầu chọn cho cái danh hiệu của đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Thì nếu mà những gia đình, những mẹ mà không muốn nhận một quà như thế này, những mẹ mà đã sắm đồ cho con hay là được gia đình được gia đình sắm đồ cho con rồi thì có thể nhận tiền thay cho cái hộp này. Nhưng mà bọn mình nghĩ nếu mà em bé đầu tiên thì nên nhận hộp này bởi vì nó cũng có ý nghĩa nữa. Với cả đồ, tất cả đồ mà họ chuẩn bị cho mình thì đều rất là tốt và dành cho những người mà bỡ ngỡ như bọn mình khi mà lần đầu có em bé. Nhưng mà nếu mà em bé thứ hai của bọn mình thì chắc là bọn mình sẽ nhận tiền, tại vì đồ từ Bon vẫn còn rất là nhiều. Với cả bọn mình cũng từng nhận hộp quà như thế này rồi cho nên không có hồi hộp nhiều. Nhưng cái cảm giác hồi hộp cái lần đầu nhận quà thì nó đã khác nữa. Machi, qua đây. Để coi em Bon lại chào mọi người. Machi. Machi. Chào. Hẹn gặp mọi người vào clip tiếp theo.